Từ hôm qua 23 tháng 2, đoàn làm phim bom tấn Kong Skull Island, tức là bộ phim King Kong phần 2, bắt đầu làm việc và quay hình tại phim trường Quảng Bình, thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Dự kiến là các cảnh quay sẽ được thực hiện tại Quảng Bình từ nay cho đến ngày 27 tháng 2. Cảnh quay đầu tiên ghi hình tại Quảng Bình của bộ phim bom tấn Kong Skull Island có bối cảnh ở vùng đất trống bằng phẳng, nằm giữa những khối đá vôi cao hàng chục mét và những cây cổ thụ. Đằng sau là hồ nước Yên Phú rộng lớn, cách địa điểm hồ Phú Yên khoảng 40 km là trung tâm Phong Nha. Thời tiết ngày 23 tháng 2 không thuận lợi khi trời mưa rả rích khiến việc ghi hình khó khăn hơn. Dự kiến phim có 7 cảnh quay từ trên không, gồm các địa điểm như Thượng Hóa, Yên Hóa, Tú Làn. Đây đều là những khu vực hoang vắng với cảnh rừng cây và núi đá vôi hùng vĩ. Máy bay trực thăng của đoàn làm phim đã có mặt tại đây để chuẩn bị thực hiện các cảnh quay từ trên không. Sau khi thực hiện những cảnh quay tại khu vực hồ Yên Phú, dự kiến ngày 24 tháng 2, đoàn làm phim sẽ di chuyển lên trường quay tại Hang Chuột, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Việc một bộ phim bom tấn của nước ngoài lựa chọn bối cảnh quay tại Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên Quảng Bình ra thế giới, từ đó thúc đẩy du lịch tăng trưởng.